Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo đài RT ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine sắp diễn ra tại Thụy Sĩ. Bà Zakharova tuyên bố hội nghị hòa bình thực tế chỉ là cú lừa được dựng nên bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Ai cũng hiểu điều này. Bà cũng nhấn mạnh những sự kiện có tính chất tương tự không thể được tổ chức bởi những bên đang ngày đêm gửi vũ khí ra vùng xung đột, ám chỉ việc phương Tây vẫn tích cực viện trợ quân sự cho Kiev. Phát ngôn trên của bà Zakharova nhằm phản bác những tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Cụ thể, trong một bài viết trên tài khoản X ngày 25 tháng 5, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tỏ ra hoài nghi về thông tin truyền thông rằng Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến hiện tại. Ông cảnh báo đó có thể chỉ là chiến thuật của Nga nhằm làm gián đoạn hội nghị hòa bình diễn ra vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Kuleba viết đơn giản thôi nga đang tìm cách làm hỏng hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở thụy sĩ họ sợ hội nghị này thành công họ phát đi tín hiệu giả về việc sẵn sàng ngừng bắn mặc dù thực tế là quân đội nga tiếp tục tấn công ukraine tên lửa và máy bay không người lái của họ tiếp tục dội xuống các thành phố làng mạc của ukraine ông nhấn mạnh rõ ràng nga không muốn dừng hoạt động quân sự ở ukraine vào lúc này ông kuleba cho biết chỉ có tiếng nói thống nhất và nguyên tắc của đa số toàn cầu mới có thể khiến nga ngồi vào bàn đàm phán đây là điều mà hội nghị thượng đỉnh hòa bình nhằm đạt được ông viết đó cũng là lý do tại sao hội nghị này cần sự hiện diện của càng nhiều nhà lãnh đạo từ tất cả các châu lục và khu vực trên thế giới càng tốt khi cả thế giới lên tiếng ủng hộ khôi phục toàn bộ hiệu lực của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế nga sẽ buộc phải lựa chọn hòa bình đáp lời bà zakharova kịch liệt phản đối đồng thời cho rằng ông kuleba đang dối trá mà không hổ thẹn người phát ngôn bộ ngoại giao nga nhấn mạnh giới chức moscow đã hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ở chiều ngược lại, Kiev đã chọn rời bỏ bàn đàm phán vào mùa xuân năm 2022 theo lời khuyên của Anh. Theo thông báo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, Hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Burgestock ở bang Nidwanden. Hội nghị được mở nhằm mục đích hình thành khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Các phái đoàn tham gia hội nghị bao gồm thành viên nhóm G7, G20, khối BRICS, Liên minh châu Âu-EU, một số tổ chức quốc tế khác và hai đại diện tôn giáo. Lực lượng mặt đất Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc pháo tự hành 152mm 2S19 MstaS s của Nga phát nổ sau khi bị máy bay không người lái FPV đâm trúng. Thông báo của lực lượng mặt đất Ukraine nêu rõ, hệ thống pháo tự hành 152mm s của Nga phát nổ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử của Ukraine ở khu vực Lugansk. Hoạt động này được thực hiện bởi các binh sĩ của lữ đoàn tấn công số 10, Idenwitz. Trước đó, Ukraine cũng đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này dùng pháo tự hành bánh lốp Archer do Thụy Điển cung cấp, phá hủy pháo tự hành m s của Nga ở vùng Lugansk. Báo cáo ban đầu cho biết, lữ đoàn pháo binh số 45 Ukraine đã phá hủy Amstar S của Nga với sự hỗ trợ của pháo tự hành bánh lốp Archer. Vụ tập kích diễn ra gần làng Chevonopovka, vùng Lugansk. Nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và các cảm biến phụ trợ, nên pháo đã khai hỏa vào Amstar S với độ chính xác cao. Kết quả, vũ khí Nga đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Archer, tức cung thủ, là pháo tự hành được Tập đoàn Quốc phòng Bofors của Thụy Điển chế tạo, đưa vào biên chế quân đội từ năm 2011 Pháo tự hành này sử dụng đạn cỡ 155mm, tốc độ bắn cao nhất đạt tới 9 phát một phút. Khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng từ âm 1 đến 70 độ. Tầm bắn của Archer khi sử dụng đạn thông thường và đạn tăng tầm lần lượt đạt 30km và 60km. Còn 2 s 19 m s 152mm do Viện Thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980. Chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989 Pháo được thiết kế để loại bỏ các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân, phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Msta S đặt trên khung gầm bánh xích, được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T80. Sử dụng động cơ diesel của xe tăng T72 V84MS 840 mã lực. Nhờ đó, Msta S có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h trên đường bộ và 25 km/h trên địa hình hiểm trở. Hệ thống được trang bị hỏa lực chính là khẩu pháo 152mm L47 2A64, tầm bắn xa 24,7 km nếu sử dụng đạn nổ mạnh phân mảnh HE FRAG và 36 km với loại đạn pháo tăng tầm. Phiên bản nâng cấp 2S19M1 Msta-S được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thông tin từ nhà sản xuất Tầm bắn tối đa của HS19M1 Msta-S là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa, cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội hôm 24 tháng 5 cho thấy xe tăng chủ lực M1A1 SA Abrams số hiệu 206 thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraina tại khu vực chưa xác định. Đánh dấu lần đầu tiên xe tăng Abrams Ukraina được lắp tấm lưới thép và giáp phản ứng nổ RA Contact 1. Trong ảnh, toàn bộ tháp pháo xe tăng được phủ kín bằng các tấm lưới thép gắn trên khung được hàn vào mặt ngoài vỏ giáp. Trong khi mũi xe tăng cũng được lắp hàng loạt khối RA, RA Contact 1 có hình dạng như viên gạch. Hai bên sườn thân xe là các khối giáp phản ứng nổ cỡ lớn RAT do Mỹ chế tạo. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng đây là giải pháp gấp rút mang tính tình thế nhằm đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV và tên lửa chống tăng dẫn đường của Nga. Sau khi quân đội Ukraine đã mất ít nhất 8 trong số 31 xe tăng M1A1SA được Mỹ viện trợ. Giáp lồng hiện được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó drone thả đạn hoặc drone FPV mang đầu đạn nổ lõm nhằm vào những vị trí được bảo vệ kém nhất trên phương tiện. RA gồm các lớp thuốc nổ mạnh đặt trong hộp thép gắn bên ngoài xe tăng được thiết kế để tăng cường khả năng phòng vệ trước hỏa lực đối phương. Khi bị đạn chống tăng đối phương lao vào, khối thuốc nổ trong ERA kích hoạt làm chạy hướng luồng hỏa khí hoặc gãy thanh xuyên của quả đạn, giúp bảo vệ lớp giáp chính của xe tăng. Chưa rõ hiệu quả của biện pháp này do nhiều xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine từng bị bắn cháy dù được lắp thêm ERA Contact 1, trong khi giáp lồng cũng khó ngăn chặn được các loại tên lửa chống tăng hạng nặng. Trước đó, nghị sĩ Maxim Duzansky của Rada của quốc hội Ukraine viết trên mạng xã hội Telegram Vì một vài lý do chúng tôi đã rút xe tăng Abrams khỏi tuyến đầu của chiến trường Đúng vậy, bản chất của cuộc xung đột đã thay đổi và những chiếc xe thiết giáp trị giá hàng triệu đô la Mỹ đã trở thành con mồi dễ dàng cho thiết bị bay không người lái có giá vài nghìn đô la Mỹ Nghị sĩ Maxim Buzanski cho biết 31 xe tăng Abrams Mỹ chuyển ra cho Ukraine đã không còn phù hợp với cách triển khai cố điển Theo hãng thông tấn AP hồi tháng trước dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã ngừng sử dụng xe tăng Abrams do chúng dễ bị thiết bị bay không người lái của Nga tấn công. Mỹ sẽ phối hợp với Ukraine để định hình lại chiến thuật bởi chiến trường đã thay đổi đáng kể bắt nguồn từ việc Nga sử dụng tích cực thiết bị bay không người lái. Hơn nữa, Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ xe tăng vốn dễ bị thiết bị bay không người lái phát hiện và săn lùng. Trước đó, tờ New York Times đưa tin rằng lực lượng Nga đã phá hủy 5 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất trong những tháng qua. Ít nhất 3 chiếc khác đã hư hỏng nhẹ kể từ khi Abrams được đưa ra tiền tuyến vào đầu năm nay. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ trở thành đồng minh quan trọng nhất của Ukraine. Từ đó đến nay, Mỹ đã viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không phải nước hưởng lợi duy nhất trong việc này. Trang Business Insider dẫn nhận định của giới phân tích rằng từ việc gây nhiễu tên lửa cho tới máy bay không người lái UAV và pháo binh. Mỹ đang thu được những hiểu biết cực kỳ có giá trị về những điểm yếu của các hệ thống vũ khí tinh vi của họ trên chiến trường tàn khốc ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Theo báo cáo trước đây của Business Insider, các hệ thống gây nhiễu của Nga đã gây ra vấn đề lớn cho vũ khí chính xác của phương Tây, trong đó có đạn pháo Excalibur và tên lửa GMLRS. Các đơn vị tác chiến điện tử của Nga ngày càng trở nên thành thạo trong việc xáo trộn các hệ thống định vị GPS được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa và đạn pháo tới mục tiêu, khiến chúng chạy hướng và trở nên vô dụng. Bà Stacy Petijon, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nói với Business Insider, xung đột ở Ukraine đã phơi bày việc một số loại đạn dược dẫn đường chính xác của Mỹ thất bại trong môi trường điện tử có tính cạnh tranh cao. Ngược lại, UAV giá rẻ, sẵn có, lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trên chiến trường Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV để khỏa lấp một số bất lợi về nhân lực và trang thiết bị khi đối đầu Nga. UAV đã được sử dụng để giám sát vị trí đối phương, hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Kiev cũng đã trang bị cho UAV lựu đạn hoặc chất nổ để tấn công các vị trí của Nga. UAV của Ukraine cũng dễ bị tổn thương trước các chiến điện tử. Tuy nhiên, Ukraine đã tìm ra công nghệ tránh tín hiệu nhiễu và khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử của Nga. Việc điều động, che giấu và tiếp tế cho quân đội trên chiến trường dưới sự giám sát liên tục của UAV là một câu hỏi hóc búa khác mà các chuyên gia lầu năm góc phải tìm ra câu trả lời. Theo các báo cáo, Lầu Năm Góc đang gấp rút tìm cách cải thiện khả năng triển khai UAV để hỗ trợ binh lính và hạ gục UAV đối phương. Đây cũng là điều mà giới phân tích tin rằng sẽ là tất yếu trên chiến trường trong tương lai. Kế đến, xung đột Ukraine đã bộc lộ những vấn đề không chỉ về chất lượng vũ khí mà còn khả năng sản xuất vũ khí với số lượng lớn của Mỹ. Trong nhiều thập niên, Mỹ đã chuẩn bị cho các cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang, chẳng hạn như Taliban, tại Afghanistan. Tuy nhiên, với xung đột tại Ukraine, được coi là gần giống Thế chiến thứ hai trong đó hai bên tham chiến bắn hàng chục ngàn viên đạn vào nhau mỗi ngày nhằm làm suy yếu đối phương thì mỹ lại không thể cung cấp đủ số vũ khí và đạn dược mà ukraine cần ngược lại nga đã đặt nền kinh tế của họ vào tình trạng giao tranh tăng cường sản xuất lượng lớn thiết bị quân sự trong khả năng và đưa ukraine vào tình thế bất lợi nghiêm trọng bà petijon nhận xét vấn đề lớn nhất mà xung đột ở ukraine phơi bày là lầu năm góc không có đủ đạn dược cho một cuộc xung đột kéo dài quy mô lớn vấn đề thứ ba mà mỹ gặp phải là các hệ thống phòng không của nước này Sử dụng tên lửa có giá thành cao hơn nhiều so với những UAV giá rẻ mà chúng lại bỏ. Những vũ khí càng hiện đại thì thường đi kèm với chi phí đắt đỏ. Các báo cáo trên chiến trường chỉ ra, quân đội Ukraine cũng phải dè dặt với mỗi lần khai hỏa khi một tên lửa đánh chặn của Mỹ đắt hơn rất nhiều so với việc chỉ bắn hạ được những UAV giá rẻ. Theo bà Pettijohn, điều này đã tạo ra bài học cốt lõi rằng số lượng cũng quan trọng không kém chất lượng. Bà nói, đáng lẽ Mỹ phải biết rằng bên cạnh độ chính xác thì số lượng cũng rất quan trọng. Quân đội Mỹ cần nhiều đạn pháo tên lửa và uav hơn hiện tại cùng một cơ sở công nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất các khí tài quan trọng này